13 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội. Tối ngày 1 tháng 11, vụ cháy nhà hàng, quán karaoke trên đường Trần Thái Tông cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng xác định đã có 13 nạn nhân tử vong trong vụ việc trên. Khoảng 14 giờ ngày 1 tháng 11, một đám cháy lớn xảy ra trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến nhiều người hoảng hốt, tán loạn chạy ra khỏi tòa nhà. Hàng trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, lực lượng cứu hộ tức tốc có mặt. Đến hơn 19 giờ tối cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo thông tin ban đầu, số nạn nhân tử vong là 13 người. Nhiều xe cấp cứu cùng nhân viên y tế vẫn đang túc trực tại hiện trường. Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng ở hiện trường đã đưa 13 nạn nhân tử vong từ trong vụ cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông, Hà Nội ra ngoài. Thiếu tướng Mạnh cũng khẳng định, hiện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ vẫn tiếp tục yêu cầu các lực lượng tại chỗ tiếp tục tìm kiếm, thời gian dự kiến sẽ đến sáng ngày 2 tháng 11. Trước đó, Thiếu tướng Trần Văn Sáu, Giám đốc Bệnh viện 198, cho biết lực lượng chức năng ở hiện trường đã liên lạc với lãnh đạo Bệnh viện 198 để đề nghị gửi một số thi thể nạn nhân của vụ cháy. Theo thông tin từ đại diện Bệnh viện 198 Bộ Công an, thì chiều ngày 1 tháng 11, tại đây đã tiếp nhận hai cán bộ, học viên thuộc lực lượng công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ dập tắt đám cháy trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Lộ diện thủ phạm chôn trộm hơn 300 bộ hài cốt tại Thái Bình. Như tin đã đưa, Công an huyện Thái Thụy vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển và chôn cất trái phép hơn 300 bộ hài cốt tại các xã Thái Thuần, Thái Hưng và Thái Học thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên VTC News, Trung tá Nguyễn Văn Trịnh, trưởng Công an huyện Thái Thụy xác nhận khoảng cuối tháng 9 năm 2016, đơn vị có nhận được thông tin từ nhân dân và chính quyền của hai xã Thái Hưng và Thái Thuần báo cáo lên rằng có hiện tượng cát táng trộm tại địa phương. Ông Trịnh cho biết, sau khi nhận được tin báo, chúng tôi tổ chức xác minh và xác định đây là những ngôi mộ vô chủ người ta chôn trộm tại đó. Sau đó chúng tôi tổ chức mật phục và bắt được hai chiếc ô tô chở hài cốt. Qua quá trình điều tra, số hài cốt này được di dời để phục vụ việc giải phóng mặt bằng thuộc một dự án ở Hà Nội. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận ngày 21 tháng 9 đã đưa 118 tiểu sành có chứa hài cốt người về chôn cất tại nghĩa trang thôn Linh Thanh thuộc xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy. Sau đó ngày 24 tháng 9, các đối tượng này tiếp tục đưa 116 tiểu sành có chứa hài cốt người về chôn cất tại khu vực nghĩa trang thôn Văn Hàn Tây, xã Thái Hưng. Tiếp tục ngày 12 tháng 10 năm 2016, khi đang vận chuyển 115 tiểu sành có chứa hài cốt người trên hai chiếc xe ô tô đến xã Thái Học, huyện Thái Thụy thì bị bắt giữ. Qua lời khai của các đối tượng, hài cốt được vận chuyển từ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Theo báo cáo mới nhất số 1180 trên UBNDTP của Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tổng số hài cốt được vận chuyển và chôn cất trộm lên tới con số 349 bộ. Tất cả các lần di chuyển tiểu sành về chôn cất trên địa bàn huyện Thái Thụy, các đối tượng đều không thông báo với chính quyền các địa phương. Theo tìm hiểu, số hài cốt trên được một công ty ký hợp đồng di dời mồ mả hài cốt với ông Lê Trung Tuấn, sinh năm 1976, trú tại 83 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Theo đó, ông Tuấn có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục để di dời mồ mả hài cốt theo đúng quy định. Tuy nhiên, ông Tuấn lại thuê Trần Viết Đoài, Đỗ Minh Tuân thực hiện trực tiếp thu gom số hài cốt đã tìm kiếm được cho vào tiểu sành và liên hệ với ông Lê Văn Hóa, sinh năm 1958, trú tại thôn Phú Uyên, xã Thái Tân, huyện Thái Thụy, làm nghề bốc mộ và lao động tự do để tìm địa điểm và thuê người chôn cất số tiểu sành có chứa hài cốt trên địa bàn huyện Thái Thụy với giá 500.000 đồng một tiểu sành. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy cho biết thêm, tại buổi làm việc với công ty, họ đã xác định toàn bộ số hài cốt trên có xuất xứ từ đất của công ty đang giải phóng mặt bằng. Họ xác định là có sai phạm và sẽ chịu trách nhiệm về pháp luật và bồi thường chi phí phát sinh an táng khi đưa vào đây. Đến nay, khi toàn bộ số hài cốt trên đã được di rời ra khỏi Thái Thụy, Ủy ban Nhân dân huyện đã có công văn gửi tới Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng đề nghị hợp tác giải quyết, làm rõ các đối tượng chủ mưu để xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, toàn bộ khu vực đào xới thì đã được trả lại mặt bằng, người dân cũng được an tâm. Theo Trung tá Nguyễn Văn Trịnh, trưởng Công an huyện Thái Thụy, số hài cốt trên được di rời hết về Hà Nội và được cát táng theo quy định của pháp luật. Hiện nay, tình hình an ninh trật tự tại địa phương sau sự việc trên đã cơ bản được đảm bảo. Vụ bắn chết 3 người lấy ý kiến dân để thành lập ban tự quản.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, Đắk Nông đang tiến hành họp dân lấy ý kiến để thành lập ban tự quản, ổn định dân cư cũng như tình trạng an ninh tại khu vực tranh chấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, Đắk Nông sáng nay ngày 2 tháng 11 cho biết hiện đoàn công tác của huyện đang vào khu vực xảy ra vụ án là 3 người chết, 16 người bị thương tại tiểu khu 1535 thuộc vùng dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Long Sơn, công ty Long Sơn để tổ chức họp dân. Đoàn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Nguyễn Hữu Huân dẫn đầu với đầy đủ các ban ngành của huyện. Ngoài việc vận động tuyên truyền, thông báo các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước liên quan đến người dân trong khu vực, nội dung chủ yếu của cuộc họp là lấy ý kiến của người dân về việc thành lập ban tự quản. Theo ông Long, thực chất đây là công việc nằm trong kế hoạch của huyện sau ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Cũng theo ông Long, trong khu vực dự án của công ty Long Sơn hiện có 2 nhóm dân đang sắp canh, sinh sống với trên 100 hộ. Do tình trạng căng thẳng tại đây nên trước mắt huyện sẽ ưu tiên tập trung ổn định 2 khu vực này. Sau khi có ý kiến đồng thuận của người dân, huyện sẽ tiến hành ngay việc cho người dân bầu ban tự quản. Ban tự quản này sẽ có đầy đủ thành phần và trách nhiệm như tổ chức ở các thôn, buôn. Sau khi hội đủ các điều kiện cần thiết, huyện sẽ đề xuất cấp trên xem xét thành lập thôn, xã để ổn định dân. Liên quan đến việc xử lý tình trạng tranh chấp đất rừng tại các dự án trên địa bàn xã Quảng Trực, Tuy Đức, tháng 4 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có quyết định thu hồi hơn 2.400 ha đất bị lấn chiếm của các chủ dự án. Việc này nhằm thực hiện thí điểm dự án quản lý và quy hoạch sử dụng hiệu quả diện tích rừng bị phá trái phép trên địa bàn xã Quảng Trực. Theo ông Long, sau khi có dự án này, huyện đã tích cực triển khai thực hiện. Tất cả các vấn đề tại những khu vực tranh chấp như tình hình sử dụng đất của cả doanh nghiệp và người dân, tình hình dân cư sẽ được điều tra, xác minh một cách cụ thể, phân loại rạch ròi thời gian, đối tượng lấn chiếm rừng, đất rừng có thể có hướng xử lý một cách phù hợp nhất. Bắt 3 ông trùm vụ trai gái phê ma túy ở khách sạn. Chiều ngày 2 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Hoài Bảo sinh năm 1997 ngụ quận 6, Hoàng Gia Phương sinh năm 1982 ngụ quận 5 và Trung Kỳ Long sống lang thang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 35 người có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung. Riêng Nguyễn Duy Uy, sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình, cũng đang bị điều tra để làm rõ vai trò liên quan. Như báo Người Lao Động thông tin, khoảng 5 giờ ngày 25 tháng 10, gần cả trăm cảnh sát bất ngờ đột kích vào khách sạn BNU, đường Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, kiểm tra 7 phòng của khách sạn này. Công an bắt quả tang 76 dân chơi đang có biểu hiện phê ma túy. Làm việc với công an, những người này khai được một thiếu gia ở thành phố Hồ Chí Minh mời đến tham dự tiệc sinh nhật của bạn gái. Sau khi đi ăn uống tại nhà hàng, cả nhóm kéo nhau vào khách sạn BNU chơi ma túy, nhưng không ngờ bị công an phát hiện. Qua khám xét, công an thu giữ 110 viên nén các loại, 18 gói ni lông chứa tinh thể, chất bột màu trắng, 17 gói ni lông chứa cỏ khô, giống cỏ Mỹ cần sa, 19 tem phiếu, tất cả đều nghi ma túy, một con dao xếp trên 385 triệu đồng, điện thoại di động cùng hàng chục chiếc xe tay ga. Người đàn ông ném lựu đạn cay trong ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 2 tháng 11 tại chi nhánh ngân hàng VIB trên đường Đỗ Xuân Hợp, thuộc phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ, người đàn ông chưa xác định danh tính đến ngân hàng VIB để giao dịch. Trong quá trình giao dịch, người này bất ngờ ném lựu đạn cay xuống sàn, khiến khói tỏa ra cả phòng. Sự việc làm nhiều người có mặt hoảng sợ. Ngay sau đó, người đàn ông này tháo chạy khỏi ngân hàng và để lại chiếc xe máy. Nhận tin báo, công an địa phương có mặt lập biên bản ghi nhận vụ việc. Hiện đối tượng đã được công an đưa về trụ sở lấy lời khai. Tên trộm chơi sang, tiêu 100 triệu đồng trong vòng một ngày. Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can bắt Dương Xuân Lợi, 18 tuổi, trú phường Kỳ Phương để điều tra tội trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, ngày 30 tháng 10, lợi dụng lúc Trần Thị Huyền trú tại phường Kỳ Phương đi vắng, Lợi trèo tường đột nhập phòng trọ của chị này lấy chiếc túi sách đựng gần 290 triệu đồng. Khi bị bắt ngày 31 tháng 10, Lợi khai do thiếu tiền nên gây án, số tiền trộm được đã dùng mua điện thoại, quần áo và ăn tiêu. Hiện cảnh sát thu lại được gần 190 triệu đồng. U60 chết trên giường sau khi vào nhà trọ với người đàn ông lạ. Trưa ngày 2 tháng 11, Công an tỉnh Hậu Giang nhận được tin báo bà Nguyễn Thị Hát, 53 tuổi, trú huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang tử vong với nhiều vết máu trên thi thể tại một nhà trọ ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Chủ nhà trọ cho biết, vào ngày 27 tháng 10, bà Hoa và một người đàn ông lớn tuổi tên Huỳnh Văn Lời đến thuê nhà trọ ở chung. Chiều 31 tháng 10,
ông Lời và bà Hoa có nhậu tại phòng trọ, sau đó thì không gặp lại họ, còn cửa phòng bị khóa bên ngoài nên không nghi ngờ gì. Đến sáng ngày 2 tháng 11, khi cơ quan công an đến làm việc thì mở cửa phòng mới phát hiện bà Hoa nằm chết trên giường, còn ông Lời đi đâu không rõ. Hiện công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.